Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại địa chỉ là 563 đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Tại đây mình có thấy một cái xe bán ốc bằng mạt tre, nhìn rất bắt mắt luôn các bạn. Đó là xe ốc Quỳnh Sương nha các bạn ơi. Hiện tại bây giờ là khoảng 2 giờ tại Sài Gòn nha các bạn. Là xe ốc người ta mới chuẩn bị xong rồi, người ta đang dọn ra luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bước vào trong và sẽ quay review và sẽ hỏi giá cả bán ở đây cho các bạn coi nha các bạn. Nhìn rất là bắt mắt luôn các bạn. Hiện tại thì cô chủ đang chuẩn bị ở bên trong các bạn. Bây giờ mình chỉ quay ở phía bên ngoài rồi, một lát mình chờ cô chủ ra thì mình sẽ trao đổi với chị chủ một số vấn đề nha. Ở đây mình thấy là có ốc gạo nè các bạn. Ốc gạo nè. Rồi thêm cái mâm ốc đắng nữa các bạn. Có cái những cái loại ốc thêm như là ốc cà na nè. Rồi có tôm càng nữa các bạn. Tôm càng nữa. Càng ghẹ nữa các bạn. Rồi có ốc hương. Và có xà lông nữa các bạn. Còn bên trong kia là ốc bu nha các bạn ơi. Bên trong là ốc bu nha. Tổng cộng là ở đây mình thấy có bán 7 mạt ốc nha các bạn. Nhìn cái quán này nhìn ngang nhìn rất là hấp dẫn luôn. Tất cả đều là hấp bằng cái mạt tre các bạn. Để chị chủ đang lên những cái phần ốc khác nữa, để chút nữa mình quay cho các bạn coi luôn nha. Hiện tại quán mới buôn bán ra rất là đông luôn các bạn. Để mình coi chị chủ lên ốc mà. Có ốc đen xào dừa nè các bạn ơi. Để người ta lên đồ xong rồi mình hỏi người ta chút xíu nha. Những cái mạt ốc đó có thể trang trí thêm là những cái lát ớt nè các bạn, để cho nó nói chung là nó át được cái mùi tanh của ốc á. Thấy cái xe nào cũng có chưa đó nha, cái mạt này cũng có. Đây là bán không 8-9 loại rồi các bạn. Có bán thêm càng ghẹ nữa. Càng ghẹ nhìn rất là to luôn các bạn. Cái này là
mình đứng bên hông xe ốc đó nha. Tại cái đường này nó hơi bị kẹt xe các bạn. Đứng ở phía ngoài quay thì nó rất bất tiện, nó là kẹt xe quá. Chị chủ thì đang ở bên trong chế biến ốc, chưa có vô trong được nữa. Chị ơi, cái quán này mình mở lâu chưa chị? Mở được 3 tháng rồi chị. 3 tháng hả chị? Chị cho em hỏi giá, cái ở đây mình bán giá làm sao chị ha? Còn ốc len này là 100 ngàn một phần. Ốc len là 100 ngàn một phần hả chị? Còn ốc gạo đắng, ốc bu với xà lông là 50 ngàn một phần. Gạo đắng, ốc bu, xà lông, dạ. 50k một phần hả chị? Cà na luôn. Cà na luôn là cũng 50. 50 luôn. Còn tôm càng với ghẹ bán sao chị ha? Là 100 ngàn một phần, với ốc hương. Dạ, với ốc hương cũng 100 luôn hả chị? Đúng rồi. Càng ghè, càng ghè. Cái này là 100k nha các bạn, 100k một phần nha. Để mình quay tới món nào, mình sẽ nói giá món đó cho các bạn nghe. Tại quán mới ra, các bạn mới, người ta mới chuẩn bị xong á, thì công việc hơi lu bu mà mình cũng không có hỏi nhiều được nha. Giờ mới bước từ trong được. Mới làm ra luôn, nóng hổi luôn. Ba con luôn. Ba con. Lấy cho em phần càng ghẹ đi. Phần càng ghẹ? Ủa càng ghẹ ở đây chỉ có hấp thôi đó chị. Có gan muối và gan gan. Thôi vậy gan cho em đi ha. Chị đợi gan muối ra hay lấy nha. Ok. Đây mình quay cái mạng ốc bu cho các bạn coi nè các bạn ơi. Giờ mới lọt ra được bên trong ha. Còn đây là tôm càng. Chị này ha, chị này là như là phụ quán. Mình mở cửa bắt đầu lúc mấy giờ chị ha? Nếu mà đầy đủ luôn là 12 giờ. 12 giờ ở đầu mình mở cửa, mình bán đến chừng mấy giờ chị? 8 giờ. 8-9 giờ tối. Dạ. Ngày nào cũng bán hả chị ha? Nhưng mà sau này bà chủ sẽ có 2 ngày nghỉ. 2 ngày nghỉ trong tháng. Dạ. Cái đó là để thông báo sau. Cái này là
bạn ghẹ mới gan muối thôi nè các bạn. Càng rất là bự luôn các bạn ơi. Bao tươi luôn. Đây là chỉ bình thường là nhà hàng thì mình lấy thôi, những quán lớn lấy. Chứ được thời gian, được thời gian, mình đem món chất lượng. Má chất lượng. Em không bán hàng lúc ban đầu mở thì bé hàng nhỏ mà có nghĩa là nhiều tiền bé. Giờ khách người ta nói không ngon ngon á. Mình vừa đánh qua chất lượng. Mình lấy hàng tốt lắm. Càng rất là bự luôn các bạn ơi. Cái này là mình rang muối thôi. Càng ghẹ này là mình bán bao nhiêu một phần? Cái này mình bán 100 ngàn phần. Phần là... Tại vì càng ghẹ này nếu các bạn ra chợ mua cũng từ cái 3-4 ngàn. Cái này lợi nhất luôn rồi đó. Càng này rất là to. Còn mình mua kỹ mình được lượng đó. Cái lần là 40-50 ngàn. Nên là giá của mình nó sẽ được khác một xíu. Ở đây thì trung bình các loại ốc là bán là giá như thế nào? Giá thì từ nhiều khi khách bán 30 cũng bán, bán gạo 30 cũng bán, 50 ít nhất là 30 đó. Dạ, ít nhất là 30. Giá dao động là trung bình là từ 30 đến 100 ngàn. Đây là tập hợp rất là nhiều. Các bạn thấy cái chảo mà ốc đen xào dừa các bạn, khi mà vừa lên chảo nè các bạn, nhìn rất là hấp dẫn luôn nha, thơm phức luôn các bạn. Cái xe
buôn bán mà thấy cái bốc khói ăn liền các bạn, nóng hổi lắm các bạn ơi. Nhìn cái không gian quán rất là sạch sẽ luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vô mình order cái phần càng kẹ 100k nha, để mình đem về nhà mình thưởng thức nha các bạn ơi. Mình thấy ở đây càng kẹ rất là bự luôn các bạn, và mình thấy là rất là hấp dẫn rồi. Càng kẹ loại 1 đó các bạn. Nhìn càng kẹ rất là ngon luôn các bạn ơi. Chị ơi, mình bán mấy cái món này cố định luôn hả chị? Đó là cố định. Cố định. À, rồi nó mắc hoài, nó lên trước nó là mắc, mà thì là tiền mà cũng nói sẵn rồi. Ăn thì tôi nói thì nó giá nó cao. Chứ mà nó đòi mà nó bịt nhiều phần rồi càng rẻ dữ là thì là không được đó. Mình là mình bán từ lúc mấy giờ? Nếu 2 giờ. Ở đây là phần càng kẹ 100 là phải chừng hai được hai lạng càng kẹ các bạn. Nhìn cái càng nhìn rất là to luôn các bạn. Đâu nè, cái càng này là cái càng kẹ loại 1 nè các bạn, nhìn rất là to nhé. Thì nói chung thì chị chủ quán cũng nói thẳng cái này là vấn đề mà tiền nào của đó đó các bạn ơi. Đồ rất là tươi luôn. Chị ơi, lấy cho em phần càng kẹ mang về đi. Kẹ muối rồi. Kẹ muối à? Kẹ gánh muối chị, đúng rồi. Ốc bu mình bán một phần là cả bao nhiêu? 50 ngàn. 50 nhưng mà tầm 4 lạng. 4, rồi mấy lạng? 4 lạng. Ốc bu hả? Bu gần 4 lạng.
sẽ đắt cho mấy ốc khác là tầm 7-8. Ốc khác tầm 7-8 lạng em ha. Ốc gạo. Ốc gạo với ốc đắng là tầm 7-8 lạng nha các bạn. Còn ốc bu nếu mà phần 50k tầm 4 lạng á các bạn. Đây là ốc đắng nè. Bây giờ ra ngoài này cũng khác đi. Chối thôi mắt. Chơi. À, đây là cái phần càng gà. Cái này bao nhiêu vậy chị ha? 50. 50 hả? Cái này mình mua phần càng gà 50 nè các bạn. 50 hay 100? 100. À, chị nói lộn giá này 100 nè các bạn. Ở đây thấy này có chừng hơn 2 lạng các bạn ơi. Nhìn cái càng rất là to luôn. Rồi, đóng đắp đóng hộp. Sao lông mình bán sao chị? 50 ngàn một phần. 50 luôn hả? À, sau đây mình xin kết thúc video mình tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Khi nào các bạn có ghé đi ngang cái địa chỉ là 563 An Dương thì các bạn ghé cái xe ốc này ủng hộ cho chủ quán nha. Trước mắt là mình thấy là cái quán này mình chưa biết ăn ngon hay không, nhưng mà mình thấy trước mắt là cái quán này nhìn rất là sạch sẽ và nhìn rất là bắt mắt luôn các bạn ơi. Mẹt che mới rồi, nói chung là ốc lên thì rất nhìn rất sạch sẽ, làm rất sạch sẽ luôn các bạn. Và đây là mình dám nói cái đây là cái càng ghẹ hấp mà 100k thì là 2 lạng các bạn, càng gà rất là to luôn nha, chứ không phải là càng gà nhỏ xíu đâu các bạn. Cái này là hàng càng gà mà càng gà loại 1 đó các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã like và subscribe cho kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha các bạn.